Chào đón các bác đến với chiếc đồng hồ Cúc Cù. Em cứ xếp số thứ tự cho các bác dễ tìm, dễ nhớ nhé, để dễ đặt hàng. Chiếc này em xếp số thứ tự là chiếc đồng hồ Cúc Cù số 5. Có mức giá là 4 triệu 8, 4 triệu 8. Con này chiều cao tổng thể từ của lê này, tạ này, lên đây này, nó tầm khoảng độ trên 70. 68 đến 70 khoảng đấy, có 8 70 khoảng trên 70 đấy. Cái đồng hồ Cúc Cù này số là mã. Chiều ngang tổng thể của cái mái này, chiều ngang điểm rộng nhất nó tầm khoảng 40 đến 42, 40 đến 42. Mức giá 4 triệu 8 ạ. 4 triệu 8 chiếc đồng hồ này. Ở phía dưới cùng là để thị ra quả lê, còn phía giữa là quả lắc, đồng hồ quả lắc lúc nào cũng lắc như vậy đấy. Con này sẽ điểm chuông cúc cu, ví dụ như là 9 giờ thì nó sẽ điểm 9 tiếng, 10 giờ sẽ điểm 10 tiếng ạ. Em test chuông cho bác nhé, này em test chuông cho bác. Về cái điểm rưỡi này nó không điểm nhé, nó chỉ điểm số giờ đây này, 10 giờ này đấy. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, mười một, vẫn mười hai. Vậy là kim đang nhầm nhé. Như vậy 12 là em sẽ phải chỉnh cái kim lên đây cho bác. Em sẽ chỉnh cho bác nhé. Em sẽ chỉnh kim cho bác nhé. Chút nữa em sẽ quay em chỉnh kim về giờ đúng cho bác luôn ạ. Chiếc đồng hồ Cúc Cu em xếp số thứ tự nhé. Nó là số 5. Có mức giá là 4 triệu 8. Đúng chưa ta? Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 08 222 8 199 hoặc 0911 169 961.